Chào các bạn, mình tên là Nguyễn Mai Trường Ngang. Mình năm nay 25 tuổi. Mình đã tốt nghiệp đại học Đại học Kinh tế ở Thành phố Hồ Chí Minh, có học thạc sĩ ở Mỹ. Mình vừa mới có visa vào thứ 6 tuần rồi. Đây là lần thứ hai mình phỏng vấn. Lần đầu tiên thì mình bị rớt, là do gặp anh người Việt Nam. Nói chung là lúc đó thì mình hơi run, nhưng mà đến lần thứ hai thì mình gặp cô người da đen. Mấy bạn nói là cô đó hơi khó, nhưng mà mình thấy là cô đó chủ yếu trọng tâm vào học thức. Nếu như là mấy bạn thật sự đi học, có hồ sơ tốt thì mình nghĩ là cô đó sẽ chấp nhận visa của các bạn. Mình làm hồ sơ thì chị Thảo là người hỗ trợ cho mình. Thì về học thuật bên trường thì chị Thảo sẽ lo, còn những cái phần về học thạc sĩ, như là những cái admission essay hay là CV này nọ mình sẽ tự chuẩn bị, rồi mình sẽ đưa cho chị Thảo, chị Thảo apply cho trường. Vâng vâng, thì mình học với anh Khô thì anh rất là helpful, rất là giúp đỡ mình rất là nhiều. Những cái bài viết của mình thì anh sửa rất là chi tiết cho mình, nên là rất là tốt. Mình mất khoảng 4-5 buổi gì đó cho học phỏng vấn. Rất là lúc đầu mình chỉ tìm hiểu sơ trên mạng thôi, nhưng mà đến Tân Đại Dương thì mấy anh chị rất là giúp đỡ mình rất là nhiều, từ không hồ sơ này rồi cộng học phỏng vấn, nên là mọi chuyện rất là suôn sẻ. Mình nghĩ điều quan trọng nhất là tự tin nói đó, mình đừng có lo sợ gì hết. Mình cứ tự tin vào chính bản thân mình, tự tin vào hồ sơ của mình thì mình nghĩ là sẽ thành công. Lần thứ hai hả? Thì lần trước rất là nhanh. Lần trước mình từ lúc mà mình vô lấy dấu vân tay này nọ chắc là chưa tới 20 phút là mình đã ra rồi. Còn lần này hơi lâu rồi, rất là đông. Mình chờ cũng khoảng nửa tiếng, 20 đến 30 phút gì đó đến lượt mình. Thì lúc đó là có 3 ô mở. Một anh người Việt Nam, một anh người Mỹ da trắng và một cô da đen. Thì lúc đó mình được chỉ vào cô da đen. Thì sau khi chờ một người xong tới lượt mình là mình vào phỏng vấn thôi. Cô cũng rất là dễ thương. Chị Thảo, thứ nhất là chị Thảo cùng quê với mình nên là hai chị em rất là thân thiết. Chị Thảo hỗ trợ rất là nhiều, cái gì chị Thảo cũng thông tin đến mình kịp thời, nên là mình rất là hài lòng. Lớp học phỏng vấn cũng vậy, anh Khô lúc nào cũng quan tâm, hỏi han này nọ, sửa bài này nọ cho tụi mình, nên là nói chung là dịch vụ cái này vẫn rất là ok. Em nghĩ là cái bằng sẽ với Mỹ thì nó giá trị hơn. Mà cũng biết là giáo dục Mỹ rất là tốt hơn những cái nước, có thể là so sánh với những nước khác thì có thể là tốt hơn. Và với mình là mình, thứ nhất là khi đi học với bằng Mỹ giờ thì mình rất là muốn học làm việc ở những cái môi trường công ty ở Mỹ, ở Việt Nam. Nên mình nghĩ là khi mà có một cái bằng sĩ Mỹ về thì nó là một lợi thế cho mình khi mà mình tìm việc. Thì qua Mỹ mình sẽ học trường University of Houston College, học về Accounting, Master of Accounting. Lời khuyên là các bạn hãy chuẩn bị hồ sơ thật là tốt, học lực thật tốt, ai tiếng Anh, nói chung là tốt nhất là có tiếng Anh, thì khi đó mình vô phỏng vấn thì mình sẽ không có bị hồi hộp, mình sẽ tự tin vào tiếng Anh của mình. Và lúc phỏng vấn thì cần tự tin, mình nghĩ tự tin là quyết định tất cả. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ, chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838448479, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.